Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Phần tin tức tiếp theo Trang Lương xin gửi đến quý vị. Nike đã rút khỏi nước Nga vài tháng tới. Nhà sản xuất trang phục thể thao lớn nhất thế giới, lớn nhất Hoa Kỳ, Nike hôm thứ Năm cho hay là sẽ hoàn tất kế hoạch rút khỏi Nga 3 tháng sau khi tạm ngừng hoạt động. Trong khi các công ty Tây Phương tăng tốc độ để bỏ chạy khỏi nước Nga, Nike ngày 3 tháng 3 cho biết là sẽ tạm thời đình chỉ hoạt động tất cả các cửa hàng thuộc sở hữu của công ty để trả đũa cuộc xâm lược Ukraine của Moscow, đồng thời thêm rằng các công ty hợp tác độc lập vận hành cửa hàng vẫn tiếp tục mở cửa bình thường. Nike hôm thứ Năm xác nhận là đã cùng với các phương Tây, thương hiệu phương Tây như McDonald's và Renault rời khỏi Nga. Các công ty ngoại quốc đang tìm cách rút khỏi Nga vì cuộc chiến ở Ukraine đã đặt họ trong tình huống khó khăn vì lệnh cấm vận và vì Nga đã ban hành luật cho phép Moscow tịch thu tài sản và áp dụng các hình phạt hình sự. Các nhà sản xuất trang phục thể thao khác cũng đang rời khỏi Nga. Hồi đầu tháng 3, thì Adidas cho biết là đã đóng cửa các cửa hàng ở Nga và tạm dừng bán hàng cho khách hàng Nga trên mạng. Puma, Reebok đã tạm thời việc kinh doanh, bán hàng ở Nga hồi tháng 3 và thương lượng để chuyển nhượng 100 cửa hàng cho nhà bán lẻ Thổ Nhĩ Kỳ FLO Magazakçılık. Dân làng trở về tìm kiếm tài sản còn sót lại trong đống đổ nát sau trận động đất ở Argentina đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng. Những người sống sót sau trận động đất ở miền đông Argentina hôm thứ Năm đã trở về nhà chỉ còn là đống gạch vụn hoang tàn, đã dùng tay để đào bới, tìm kiếm các vật dụng còn sót lại. Trận động đất dữ dội đã làm ít nhất là 1.000 người thiệt mạng, nhiều nhất tại huyện Gayan của tỉnh Patica, thảm họa khủng khiếp nhất nước này trong hai thập niên. Giới chức thẩm quyền Argentina cho hay là khoảng 1.500 người bị thương và số người chết còn có thể tăng hơn. Thảm họa động đất mạnh 6 độ Richter gây tang thương tại đất nước đang có hàng triệu người nguy cơ đói nghèo và hệ thống y tế sụp đổ kể từ khi Taliban nắm quyền gần 10 tháng sau khi Hoa Kỳ và NATO rút quân. Cắt đứt nguồn viện trợ tài chính quan trọng và hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xa lánh chính phủ Taliban. Taliban không chính thức yêu cầu Liên Hợp Quốc giúp tìm kiếm và cứu nạn hoặc xin ké xe cứu thương và phi cơ trực thăng, nhưng cho phép các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc đến khu vực. Xe chở thực phẩm viện trợ của Pakistan, Qatar, Iran đã đến nước này trong khi Taliban gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ trực tiếp của cộng đồng quốc tế, vì nhiều quốc gia trong đó có Hoa Kỳ chỉ muốn viện trợ nhân đạo thông qua Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân đạo để tránh đưa tiền vào tay Taliban. Ngập lụt dữ dội ở hai tỉnh Trung Quốc, hàng ngàn người di tản. Hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc hôm thứ Ba đã nâng cấp báo động lũ lụt khi mực nước các con sông dâng cao kỷ lục tới 50 năm trong 50 năm vừa qua, tràn bờ và nhấn chìm nhiều vùng đất. Các đoạn băng video cho thấy là xe hơi bị cuốn trôi trên đường phố và nhiều người được cứu bằng dây thừng. Nhân viên cơ quan dự báo thời tiết cho biết nhiều vùng của hai tỉnh trên đã tiếp nhận lượng mưa cao nhất kể từ năm 1961. Cư dân các cộng đồng cư ngụ dọc bờ sông và các khu vực thấp đã được khuyến cáo di chuyển đến vùng đất cao hơn. Thành phố Thiệu Quan của tỉnh Quảng Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất, lưu vực sông Châu Giang trũng thấp bao quanh Quảng Đông và Quảng Tây. Tại tỉnh Giang Tây thì nửa triệu người ở 9 huyện bị ảnh hưởng đã được di tản. Theo Tân Hoa Xã, thì trận lụt tại khu vực gây thiệt hại lên tới 470 triệu nhân dân tệ, tương đương với 70 triệu Mỹ Kim, phá hủy 43.000 mẫu đất trồng lúa và cây ăn trái. Philippines đã chấm dứt đàm phán về thăm dò năng lượng chung với Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao sắp mãn nhiệm của Philippines hôm thứ Năm 23 tháng 6 cho biết là cuộc đàm phán về thăm dò năng lượng chung giữa nước ông và Trung Quốc ở Biển Đông đã bị chấm dứt với lý do là giới hạn bởi hiến pháp và vướng vào các vấn đề chủ quyền. Philippines và Trung Quốc đã đấu khẩu về chủ quyền biển trong nhiều thập kỷ và từ năm 2018 thì đã cam kết cùng nhau thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Philippines. Bất chấp việc Trung Quốc có đòi có chủ quyền đối với vùng này hay không, Ngoại trưởng Philippines là Teodoro Locsin đọc một bài phát biểu có đoạn: "Chúng tôi đã đi xa nhất có thể về mặt hiến pháp. Chúng tôi đã đến sát mép vực và chỉ tiến thêm một bước thôi là rơi vào khủng hoảng hiến pháp."
3 năm trôi qua và chúng tôi đã không đạt được mục tiêu phát triển các nguồn tài nguyên dầu khí rất quan trọng đối với Philippines. Nhưng không thể vì thế mà phải trả giá bằng chủ quyền, thậm chí là một ly cũng không được, vẫn là lời ngoại trưởng của Philippines. Kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần tin tức từ Việt Nam. Việt Nam khẳng định chủ quyền và phản đối Trung Quốc diễn tập quân sự tại quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam hôm 23 tháng 6 đã tố cáo Trung Quốc diễn tập quân sự bất hợp pháp tại quần đảo Hoàng Sa, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Lê Thị Thu Hằng nhận xét như trên tại cuộc họp báo ở Hà Nội, chỉ trích Trung Quốc diễn tập quân sự ngày 19 tháng 6 tại vùng biển cách đảo Phú Lâm 12 hải lý thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bà này cho rằng Việt Nam cực lực phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Bà Hằng cho biết là nhà nước Cộng sản Việt Nam tán đồng việc chính phủ Nhật Bản gửi kháng nghị đến Liên Hợp Quốc để phản ứng việc Trung Quốc biến Biển Đông thành vùng nội thủy của họ, cũng như Nhật Bản sẵn sàng sát cánh cùng các quốc gia Đông Nam Á, châu Âu và Hoa Kỳ ngăn chặn hành động bá quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Vẫn là tin từ Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam được lệnh thực hiện các biện pháp ngăn chặn hành vi buôn lậu của tiếp viên. Theo như chỉ thị mới nhất của Cơ quan Hàng không Dân dụng Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam được yêu cầu thực hiện các biện pháp ngăn chặn hành vi buôn lậu và gian lận thương mại của thành viên phi hành đoàn. Chỉ thị này có điều khoản rằng khẳng định sẽ đình chỉ công tác và cấm đảm nhiệm các chức vụ khác của công ty hàng không đối với các tiếp viên hàng không hoặc nhân viên lợi dụng chức vụ để buôn lậu. Chỉ thị được ban hành sau vụ cơ quan thuế vụ Úc tạm giữ và thẩm vấn 9 tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines vì nghi ngờ đã có hoạt động rửa tiền. Gần 1/5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ đã nhiễm COVID-19 có triệu chứng kéo dài đến 3 tháng. Theo những kết quả của khảo sát được thu thập 2 tuần đầu tiên của tháng 6, thì giới chức y tế Hoa Kỳ cho biết là gần 1/5 công dân Hoa Kỳ đã bị nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục có các triệu chứng kéo dài đến 3 tháng sau khi phục hồi tình trạng sức khỏe. Các triệu chứng gồm có mệt mỏi, tim đập nhanh, khó thở, nhận thức khó khăn, đau cơ. Họ còn có thể bị suy nhược nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau khi phục hồi từ lần nhiễm COVID đầu tiên. Cuộc khảo sát của CDC cũng cho thấy là người trẻ tuổi có thể chịu đựng các triệu chứng dai dẳng hơn người lớn tuổi. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi trưa ngày hôm nay do xứ ngôn viên Trang Lương thực hiện. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Địa điểm thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trang Lương xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một ngày vô lượng an lạc.